Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nên là trong ngày hôm nay, các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ trời chuyển nắng, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái nằm gần hơn với vùng áp thấp phía Tây nên là trời có nắng từ sớm và nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh thành phía Đông, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 cho đến 29 độ. Sau đó, từ đêm nay cho đến ngày mai, mùng 7 tháng 3, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu, có khả năng là sẽ tràn xuống nước ta, khiến cho miền Bắc trời sẽ chuyển rét trở lại, nhưng ít có khả năng rét đậm rét hại. Sau đó, thì không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, nên là từ ngày mùng 7 cho đến 12 tháng 3, miền Bắc trời chuyển mưa. Với Trung Bộ, trong hôm nay trời cũng có nắng nhiều hơn bởi vùng thấp phía Tây phát triển và mở rộng kết hợp với hiệu ứng gió phơn cũng xuất hiện khiến cho trời chuyển nắng từ sớm. Riêng tại các vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Vùng đồng bằng ven biển cũng duy trì trong khoảng 33 đến 35 độ. Dự báo đợt nắng nóng này tại Trung Bộ sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai. Và sau đó thì từ ngày mùng 7 tháng 3, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường xuống, nên là nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm, nắng nóng chấm dứt, trời sẽ chuyển rét. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết vẫn ổn định, trời nắng vừa phải, nhiệt độ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong cao điểm mùa khô, vì thế mà trời nắng mạnh cả ngày, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ sẽ dao động trong ngưỡng 35 cho đến 36 độ và tại Tây Nguyên thì trời sẽ dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất dao động quanh ngưỡng 31 đến 33 độ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển sẽ cao từ 1,5 cho đến 2,5 m. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa bà con, hiện đang là thời kỳ mà lúa bước vào giai đoạn đẻ nhánh để giúp cho cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung và tăng tỷ lệ nhánh hữu hiệu nhằm đạt năng suất cao thì cần phải tập trung làm tốt một số công việc sau đây. Thứ nhất đó là về chế độ phân bón thì tất cả các trà lúa phải được bón thúc sớm, tập trung với liều lượng và cách bón theo quy trình từng giống, không bón nhiều lần, đặc biệt là không bón đạm muộn làm cho lúa đẻ nhánh lai dai, sinh ra nhiều nhánh vô hiệu. Sau khi cấy khoảng từ 10 cho đến 15 ngày thì bà con sẽ bắt đầu bón thúc đẻ nhánh với lượng bón là 50% lượng đạm cộng với 30% lượng kali của quy trình theo giống kết hợp với việc làm cỏ rục bùn. Thứ hai là về điều tiết nước tưới thì bà con sẽ cần lưu ý với chân ruộng trũng cần phải tháo bớt nước ra và những chân ruộng cao thì đảm bảo mực nước thường xuyên là từ 3 cho đến 5cm để thuận lợi cho chăm sóc và tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh tập trung đạt rảnh hữu hiệu cao. Khi mà lúa bắt đầu đẻ nhánh, tháo cạn nước chỉ để khoảng từ 3 cho đến 5cm kết hợp với bón phân thúc lần 1 và xới sáo sục bùn. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu, cho nước ngập từ 7 đến 10cm để khống chế lúa đẻ nhánh lai dai. Thứ ba là về phòng trừ sâu bệnh, bà con sẽ cần phải thường xuyên theo dõi phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời cho cây lúa, nhất là trong thời kỳ đẻ nhánh làm đồng. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.